Chào các bạn, hôm nay mình có một bộ đồ chơi Zumba. Các bạn sẽ mở ra. Thì mình sẽ mở ra. Đây nó nè. Đây là bộ đồ chơi Zumba. Đây là cây chuông có thể bóp. Đây là bông hoa có thể bắn. Cây giường đậu. Ở đây là chỗ của Zumba. Mấy bạn. Đây cây chuông có thể bắn vậy. Ở đây là một con Zumba. Rồi lấy ra xếp đây. Con bây giờ chị dành Zumba đi mong. Dành Zumba đi đi nhá đi. Rồi, hai đứa xếp đi. Xếp rồi mỗi đứa mang câu mấy cái banh gì đó. Giờ mỗi đứa bắn, đứa nào bắn như ai. Ít banh mà mỗi đứa bắn ít banh mà thắng thì con này mạnh quá đúng. Bắn thử con. Con có cái này. Ai vô không mã luôn. Đẩy xa ra bắn. Mới cho bắn ngã được chưa. Giờ mau bắn đi. Chúng xa đâu mà bắn cái thử cho em ơi, em coi coi. Giờ mà sẽ bắn. Nhưng bây giờ em muốn bắn trước. Em thử bắn con gấu. Sút rồi nè gấu.